chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Tối ngày 5 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải tông vào 6 xe máy và một ô tô trên quốc lộ 51 khi đang chờ đèn đỏ. Cụ thể, khoảng gần 18 giờ cùng ngày, xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên quốc lộ 51 hướng huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến ngã ba sáu đúng, ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào những phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba. Vụ tai nạn khiến xe ô tô 5 chỗ và 6 xe máy hư hỏng, một người dân bị thương, các nạn nhân còn lại may mắn bỏ xe chạy thoát. Trong ngày 2 tháng 11, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Theo đó, vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày tại km 4+650 đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn đoạn qua xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm trên, ô tô tải kéo theo rơ móc do tài xế LQK, 56 tuổi, ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam gặp sự cố, đâm vào ta luy âm, sau đó lật nghiêng xuống bên đường và bốc cháy. Phát hiện sự việc, anh TLKS, 36 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điều khiển ô tô con, đã dừng xe ở lề đường bên phải chiều đi của mình để hỗ trợ xe tải dập lửa. Trong quá trình này, ô tô con của anh F bất ngờ bị ô tô khách do anh TTT, 40 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển, chạy theo hướng ngược lại tông trúng. Cú va chạm khiến hai người trên ô tô con bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả ba phương tiện bị hư hỏng và một phần hộ lan trên tuyến cao tốc bị đứt gãy. Cũng trong ngày 2 tháng 11, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1. Theo đó, vào sáng cùng ngày, xe tải 10 tấn chở thùng xốp chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Thủ Đức đi ngã tư An Sương. Khi đến gần cầu vượt Tân Thới Hiệp, đoạn qua quận 12, thì xe này bất ngờ va chạm với một ô tô khác. Tiếp đó, hai phương tiện gồm một ô tô 4 chỗ và một container do tài xế không xử lý kịp đã nối nhau lao tới gây ra tai nạn liên hoàn. Có một ô tô 4 chỗ bị bẹp đầu, nằm giữa xe tải và xe đầu kéo, các xe đều hư hỏng, hai người bị thương. Thông tin ban đầu cho thấy hai người bị thương nhẹ, không nguy hiểm. Tuy nhiên, các xe chắn ngang đường nên gây ùn ứ nhiều giờ. Một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn khác cũng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khiến 3 người bị thương. Cụ thể, sáng ngày 18 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Trường Chinh. Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, ô tô 5 chỗ do nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh hướng vòng xoay Lăng Cha Cả đi ngã tư An Sương. Khi đến ngã ba giao đường Phạm Văn Bạch thì bất ngờ tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Hậu quả, 3 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, những người còn lại bị nhẹ. Tại hiện trường, 5 xe máy nằm ngổn ngang, đầu ô tô bị vỡ. Công an quận Tân Bình và lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, một xe đầu kéo biển số 50H14676 kéo theo rơ móc do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường 30 tháng 4, hướng từ Eo Ông Từ về ngã ba đường mới, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến trước số 795 đường 30 tháng 4, chiếc xe bất ngờ đâm và tông sập khoảng 10 m giải phân cách cứng giữa đường rồi lao sang căn nhà 716 đường 30 tháng 4 phía đối diện. Tại hiện trường, một phần trước căn nhà số 716 bán đổ gia dụng đổ sập, tôn, xà gồ, gạch nằm ngổn ngang. Trong khi đó, đầu xe đầu kéo bị vỡ, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nhưng may mắn không ai bị thương. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Trưa ngày 7 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ và tính toán thiệt hại vụ xe container tông 6 kiosk ở phường Bình Chiểu. Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, nam tài xế chạy container từ khu công nghiệp Sóng Thần đi quốc lộ 1. Khi đang di chuyển ở khu vực dạ cầu vượt Sóng Thần thì xe bất ngờ leo lên lề rồi tông vào 6 kiosk bên đường, nằm chắn ngang mới dừng lại. Lúc này, người dân nghe tiếng động lớn, chạy đến thì tá hỏa khi mặt trước của 6 kiosk bị tông sập. Một số người ở trong kiosk bị mắc kẹt không thoát ra được. Ông Lê Thanh Sang, 49 tuổi, chủ quán ăn cho biết, sau khi tông hàng loạt kiosk, tài xế vẫn không hay biết gì và còn ngủ trên xe. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ. Ông Sang cho hay, ông cùng với một nhân viên ngủ lại tại đây. Đến hơn 1 giờ sáng, nghe tiếng rầm nên hoảng hốt bật dậy, thì thấy đầu xe container đã chắn ngang cửa.
Vụ việc khiến quán ăn của ông bị thiệt hại, cửa kính bể nát, nhiều vật dụng phía trước hư hỏng nặng. Rất may, bình ga ông đặt phía sau nên không xảy ra vụ việc thương tâm. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch. Việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn làm 15 người thương vong. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch. Trong đó, chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ 10 chỗ trở lên, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại văn bản số 8111 ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương. Đối với các sở giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời hiệu quả, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân. Tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn. Đặc biệt, từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh, vận tải để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Lạng Sơn, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều khiển kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.